Thưa quý vị khán giả, hành vi trốn tránh ý thức kém của nhóm người nhập cảnh trái phép đã khiến rất nhiều người lo lắng trong những ngày vừa qua, đặc biệt là nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Trong đó có bệnh nhân đã được công bố nhiễm COVID-19 và tỏa đi nhiều tỉnh thành, khiến cơ quan chức năng, các địa phương và người dân đặc biệt bức xúc. Vâng, đúng là trước tình hình 4 trên 6 người nhập cảnh trái phép bị phát hiện đã dương tính với virus, các địa phương đã phải căng mình và ráo riết để truy tìm, lần theo dấu vết của nhóm người vượt biên trái phép này. Việc truy vết vất vả và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tất cả lực lượng truy tìm thần tốc. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình tìm kiếm nhóm người này trong đêm ngày 28 tháng 12 năm 2020. Ngay trong đêm 28 tháng 12 năm 2020, sau khi nhận được thông tin có người liên quan đến bệnh nhân 1440 và 1441 nhiễm COVID-19, Ủy ban Nhân dân quận 9 đã nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng, tất cả các ngành đi từng ngõ, gõ từng nhà để tìm dấu vết nam thanh niên. Kết quả đến 23 giờ ngày 28 tháng 12, nam thanh niên nhập cảnh trái phép được tìm thấy. Và đây là nơi trọ của nam thanh niên. Ở hẻm số 7, đường số 4 thuộc phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nam thanh niên này 23 tuổi, quê ở tỉnh Trà Vinh, đang làm việc tại xưởng đúc đồng trên đường Nguyễn Xiển. 15 người ở cùng trọ làm chung xưởng đúc đồng với nam thanh niên nhập cảnh trái phép cũng được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, khoảng 20 người F2 ở trong khu trọ của nam thanh niên cũng được cách ly tại nhà để theo dõi. Yếu phẩm để phục vụ hàng ngày đó. Thì yêu cầu người ta một là gọi điện thoại ra cho mình, hai là ghi cái giấy ở đây này, rồi mình tới mình căn cứ vào cái đó mình mua cho người ta nghe. Tất cả chi phí các thứ bây giờ mình cứ tạm ứng trước đi, mua hết cho người ta rồi cứ để đó rồi kêu người ta ra người ta nhận, chứ mình không giao trực tiếp nha, không giao tận tay nghe. Nam thanh niên này khai với cơ quan chức năng sau khi nhập cảnh trái phép từ ngày 24 tháng 12 thì không dùng điện thoại nên không biết thông tin mình đang bị truy vết. Trong quá trình điều tra dịch tễ, ông Phạm Phương Tùng, 40 tuổi, chủ xưởng đúc đồng nơi nam thanh niên này làm việc cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, nam thanh niên này có làm việc tại xưởng nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cơ sở tạm đóng cửa nên có đi qua Myanmar làm việc nhưng không ổn định. Chiều ngày 24 tháng 12, nam thanh niên này về quận 9 rồi đi xe ôm công nghệ đến xưởng nằm ở đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình xin làm việc lại và thuê phòng trọ cách xưởng hơn 100m trên đường số 4, phường Long Bình. Ngày 27 tháng 12, nam thanh niên này đi bộ về hướng ngã ba Gò Công, phường Long Bình cách xưởng khoảng 1 km để tìm tiệm photo nhưng không thấy quay về nơi ở. Tối 28 tháng 12, khi thấy báo chí đăng thông tin truy tìm người về chung với bệnh nhân 1440 xuống xe ở đường Nguyễn Xiển, quận 9, ông Tùng đã trình báo công an địa phương để đưa nam thanh niên này đi cách ly. Vâng, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, sau cái vụ việc mà một nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines mắc dịch bệnh thì có thể nói rằng chúng ta đã kiểm soát dịch bệnh khá là tốt rồi. Tuy nhiên sau cái vụ việc vừa rồi chúng ta vừa theo dõi thì có tới 4 trên 6 người nhập cảnh trái phép thì đã bị phát hiện là dương tính với virus SARS-CoV-2 và khiến cho cái tình hình kiềm chế dịch bệnh trong dịp cuối năm thì rất là phức tạp. Và cá nhân tôi thì nghĩ rằng là những cái tỉnh vùng biên trong cái thời điểm nhạy cảm này thì cần phải siết chặt hơn phải không ạ? Vâng. Chúng ta biết rằng cái là dịch Covid ở trong cái giai đoạn này chủ yếu cái nguồn bệnh vàng đó lại là cái đường qua biên giới, có thể rằng đấy là từ Campuchia sang, từ Trung Quốc sang, hoặc cái là kể cả như vậy là qua đường sân bay ở các cái nơi khác nhập về chẳng hạn. Như vậy là cái lực lượng này chúng ta cần phải kiểm soát. Như vậy là đầu vào của nó trước hết là phải nằm ở các cái vùng biên giới trên đất liền. Thứ hai đó là qua các cái cảng hàng không và đi qua đường máy bay. Như vậy là 4 trên 6 chúng ta đã thấy là cái tỷ lệ là chiếm ra khoảng như vậy là khoảng 70% rồi. Như vậy là cái việc mà ngăn chặn phát hiện đối với những cái đối tượng mà nhập cảnh trái phép thì cần phải có sự vào cuộc của cả một hệ thống chính trị. Thứ hai nữa là tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có được cái thông tin và người ta như vậy là thông báo những cái người có dấu hiệu nhập cảnh sai. Cái thứ hai nữa là đường đi của họ nó không đúng, để trên cái cơ sở đó là chính quyền, thế rồi là tổ chức y tế, thế rồi là công an, để như vậy là làm sao là cái lực lượng chủ y tế nữa, để làm sao như vậy là nắm được để mà chúng ta truy nó, một là nó nhanh hơn,
hai nữa là chính xác hơn, hai thứ ba nữa là nó ngăn chặn chủ động và nó kịp thời để cho những cái dịch bệnh đó nó khỏi phải lây lan. À, dạ vâng, thưa quý vị, hiện nay thì cũng có khoảng là 70.000 người Việt ở nước ngoài đã được chính phủ đón về nước, và nhưng mà cái con số mà nhu cầu hồi hương thì vẫn rất là lớn và tăng nhanh trong dịp cuối năm này. Và Việt Nam thì cũng có đường biên với độ dài là trên 5.000 km và 117 cửa khẩu biên giới đất liền và 88 lối mở biên giới tiếp giáp với ba nước đó là Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Vậy thì thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, là chúng ta cần phải có những cái giải pháp đồng bộ như thế nào để có thể siết chặt được cái việc mà nhập cảnh trái phép vào nước ta? Cần phải quản lý thật chặt và thu thập được nguồn tin của người dân nó thật nhanh, để mà làm sao như vậy là các đối tượng mới vào anh phải nắm được về con người, lộ trình của người ta đi đến đâu, đến cơ quan nào, và trên cơ đó anh liên kết được cái thông tin thì cái việc theo dõi, phát hiện, ngăn chặn và xử lý của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Cái giải pháp thứ hai nữa ấy, tôi cho ấy là đối với những người dân mà có người thân ở nước ngoài đang muốn như vậy là về ở trong cái dịp Tết này hoặc cái là sau Tết, đó là cái thời kỳ lễ hội của Việt Nam, thì như vậy là người ta phải thông tin cho cái người thân để mà làm sao người thân chủ động biết được và cũng nên hạn chế đến cái mức độ thấp nhất. Cái điều thứ ba nữa là đối với các doanh nghiệp, đấy là những người là thuê cái lao động ở nước ngoài bắt buộc người ta phải về Việt Nam. Vậy thì như vậy là bản thân anh là phải trình báo và thông báo cho cơ quan y tế, cho cơ quan như chính quyền địa phương, và cái thẩm quyền đó phải lên tới Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi Ủy ban Nhân dân tỉnh người ta mới biết được anh đến đâu, tỉnh có chấp nhận không. Thì sau đó như vậy là mới cho như vậy là làm thủ tục của nhập cảnh. Thế còn đối với người mà chúng ta chẳng hạn là những người trong nội địa thì không nên chủ quan, mà chúng ta chỉ cần nhớ 5 chữ K thôi. 5 chữ K là 50. Một đấy là phải như vậy là phải khẩu trang. Hai nữa là khử trùng. Thứ ba nữa là không tụ tập. Cái thứ tư của nó nữa như vậy là khai báo. Và cái thứ năm là khử khuẩn. Thì chúng ta sẽ hạn chế được đến cái mức độ thấp nhất. Vâng, và hy vọng rằng là với những cái biện pháp của cơ quan chức năng cũng như là cái ý thức của người dân được nâng cao lên thì tình hình dịch bệnh trong thời gian tới sẽ được kiểm soát một cách rất là tốt. Và một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, việc nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, trong đó có bệnh nhân đã được công bố nhiễm COVID-19 xuyên qua nhiều nước Đông Nam Á, nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào Việt Nam cho thấy việc kiểm soát đường biên có nơi thì vẫn còn sơ hở. Nguy cơ dịch bệnh do nhập cảnh trái phép này quá hiển hiện và ai thì cũng đều thấy rõ cả. Vì nhập cảnh trái phép nếu là ca dương tính sẽ là yếu tố mầm bệnh xâm nhập, bản thân họ đi lại không kiểm soát còn làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Do đó nhập cảnh trái phép cần được kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm và khuyến khích người dân phát hiện thông báo với cơ quan chức năng. Vâng, và trong những ngày cuối năm 2020 thì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khá phức tạp. Nước ta cũng ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Nguyên nhân đó là do người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhập cảnh trái phép vào nước ta qua đường mòn lối mở. Thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục cảnh giác cao độ và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch nói chung và kiểm soát người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới nói riêng. Phải phát huy được tinh thần cảnh giác và ý thức phòng chống dịch bệnh của nhân dân để có thể ngăn chặn được dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn. Trong năm qua, lực lượng biên phòng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, An Giang đã phát hiện và bắt giữ 11 vụ xuất nhập cảnh trái phép liên quan 77 đối tượng và đã phạt tiền 8 đối tượng, tổng tiền phạt thu được 31 triệu đồng, phạt cảnh cáo 22 đối tượng, vận động người Việt Kiều quay lại Campuchia sinh sống 14 hộ, 69 người, xử phạt tạm trú quá hạn một đối tượng với số tiền là 1.250.000 đồng. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự và hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương tuần tra kiểm soát cơ động ngày đêm trên biên giới đường bộ và đường sông, đảm bảo chặt chẽ phòng chống người xâm nhập vượt biên trái phép. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của hai xã biên giới Vĩnh Sương và Phú Lộc cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, chấp hành nghiêm các quy định về biên giới, không qua lại biên giới giữa hai nước trong thời gian dịch bệnh, không tổ chức hoặc tiếp tay đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, nâng cao cảnh giác, phát hiện tố giác những hành vi vi phạm pháp luật về biên giới đường bộ và đường sông. Thì ý thức của người dân tại chỗ đây đó thì cũng ý thức cao độ lắm. Có nghĩa là thấy ai mà lạ mặt đến địa phương đó cũng kịp thời báo cho ban áp, hoặc là nếu trực tiếp báo cho ủy ban để có cách đặng người ta tìm, để người ta một là kiểm tra y tế,
để người ta cách ly, đừng để cho lây lan ra cộng đồng. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang kiểm soát chặt chẽ, chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh An Giang đang quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn cao do địa bàn tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Thời điểm Tết Nguyên đán sẽ là dịp để người dân về với gia đình. Tỉnh An Giang cũng có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành các cấp chủ động các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Vâng, vào mùa đông hiện nay, nhà nào mà có con nhỏ hay là có ông bà già thì cũng khá là lo lắng về sức khỏe. Và những ngày này khi mà chúng ta lên cơ quan thì cũng nghe được rất là nhiều câu, ví dụ như là con tôi thì đang ốm này, rồi thì sức khỏe của ông bà thì cũng khá là yếu, không biết phải làm như thế nào. Và những cái câu nói như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là thể hiện một điều, đó là sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nếu trời quá lạnh, và rất bình thường nếu chúng ta lo lắng cho sức khỏe bản thân và những người xung quanh của chúng ta. Vâng, đúng là thời tiết rất là lạnh và một số nơi thì nhiệt độ còn giảm sâu và khiến cho xuất hiện băng giá thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Và nhất là đối với những người mà có cái sức đề kháng kém như là người cao tuổi này, trẻ em hay là phụ nữ mang thai, và thông thường đó là những cái bệnh về đường hô hấp như là cảm lạnh, ho, viêm họng hay là sổ mũi là cũng đã khiến cho chúng ta đau đầu nhất. Nghe thì có vẻ rất là đơn giản đấy ạ, nhưng mà nếu như mà chúng ta để quá nặng thì lại dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của bản thân. Vâng, và trong cái thời điểm chuyển lạnh hiện nay thì cũng xin được chia sẻ tới chị Quỳnh Hoa cũng như là quý vị khán giả, có rất là nhiều cách để ứng phó với cái lạnh, nhưng điều quan trọng số 1 đó là quý vị là hãy chú ý tới dự báo thời tiết và luôn dự trữ đủ thực phẩm, tư trang ứng phó với cái lạnh như là chăn ấm này, quần áo khô hay là giày, tất, khăn. Chăm sóc sức khỏe đúng cách khi trời lạnh sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh lây nhiễm, chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết. Và chúng tôi đã làm một tổng hợp nhỏ để quý vị tiện theo dõi. Mặc nhiều lớp, cơ thể mất nhiệt bất cứ khi nào tiếp xúc với thứ gì đó có nhiệt độ thấp. Gió cũng làm bạn mất nhiệt theo cách này. Bảo vệ phần trung tâm cơ thể, giữ cho phần thân của bạn được cách nhiệt là điều thông minh nhất bạn có thể làm để giữ ấm phần còn lại của cơ thể trong mùa đông. Điều này là do nhiệt độ trung bình phần trung tâm là 37 độ C và hiện tượng hạ thân nhiệt xảy ra khi vùng này giảm xuống dưới 35. Mang bao tay thay vì găng tay. Mặc dù phần trung tâm nên ưu tiên, bạn cũng cần che các kẽ hở khác để tránh tê cóng. Những chiếc bao tay che một ngón cái và bốn ngón còn lại giữ ấm tốt hơn găng tay 5 ngón. Kiếm một đôi bốt tốt. Những đôi bốt có nỉ bên trong và bốt cao cổ sẽ có hiệu quả giữ ấm tốt. Một đôi ủng cao cổ có đế cao su cũng giúp cách nhiệt cho đôi chân. Trong mùa đông hãy tránh những đôi giày vải, nó có thể bị ướt khiến bạn bị nhiễm lạnh. Giữ cơ thể khô ráo. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng cái lạnh luôn lén lút tấn công bạn. Nếu bạn chạm nước hoặc thậm chí đổ mồ hôi, cách hiệu quả là chọn lớp áo trong cùng tốt, có khả năng thấm hút mồ hôi nhanh. Ăn đồ cay. Khá nhiều người đều thèm đồ ăn uống nóng trong thời tiết lạnh. Thức ăn cay rất hiệu quả giữ nhiệt. Uống nhiều nước. Bạn càng có nhiều nước trong cơ thể, càng dễ giữ ấm. Vâng, bên cạnh những cái ghi nhớ trên thì quý vị cũng hãy nhớ rằng ăn đủ các chất đường, protein, đặc biệt là mỡ, giúp cho cơ thể có cơ chất để sinh năng lượng chống lại rét. Nên ăn thức ăn nấu chín kỹ, mềm, dễ tiêu, số lượng ít nhưng chất lượng phải đảm bảo như là súp, cháo, thịt, các món hầm. Vâng, và còn một điều nữa rất là quan trọng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là chúng ta không nên tắm bằng nước lạnh hoặc là tắm quá lâu, bởi vì khi mà nhiệt độ ngoài trời hạ thấp thì quý vị và các bạn tắm bằng nước lạnh sẽ vô cùng là nguy hiểm, thậm chí là còn có thể dẫn tới tử vong. Vì thế mà chúng ta cần phải tăng nhiệt độ của nước tắm và tắm trong phòng kín gió. Tuyệt đối là chúng ta không tắm quá lâu. Nếu như mà nhiệt độ ngoài trời mà quá thấp thì cũng nên hạn chế tắm. Và tôi thì cũng xin được bổ sung thêm một chút, đó là chúng ta không nên ngồi ì một chỗ vì thời tiết lạnh mà nên thường xuyên vận động. Buổi sáng và buổi tối có thể tập thể dục, đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày. Đi bộ cũng là cách tốt nhất để cải thiện lưu thông máu cho bản thân.